Xin chào mọi người, hiện tại Lam đang có mặt tại khu chung cư cao cấp Savilla Thủ Đức và Eurostone thì đang thi công bàn đá lavabo cho căn hộ cao cấp tại đây. Và quy trình lắp đặt bàn đá lavabo của Eurostone được diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Bởi vì đây là những khối đá, đây là bộ lavabo của chúng ta là lắp đặt vào nguyên một khối. Nên chưa chúng ta muốn đảm bảo và nó lắp đặt không bị ảnh hưởng gì hết thì chúng ta phải có khâu là kiểm tra từng viên đá ở nhà máy và khung sắt ở kết hợp, và chúng ta phải kiểm tra là kích thước phụ bì và lọt lòng của đá để nó đảm bảo tốt nhất khi chúng ta kết hợp giữa đá, sắt và gỗ tại thực tế tại công trình. Có một thao tác nữa, đó chính là kiểm tra lại kích thước một lần nữa trước khi chúng ta lắp đặt để xem những vị trí góc tường nó có thể là vuông ke hoặc là bị chéo ke hay không. Hiện tại thì Eurostone đang có chương trình khuyến mãi giảm giá lên đến 20% khi mua đá Dayton Sidestone trong chủ đề đá đẹp nhà sang khang trang đón Tết. Và trong chương trình khuyến mãi lần này thì Eurostone mong muốn được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khách hàng, quý đối tác những lời tri ân đã luôn đồng hành theo dõi cùng Eurostone trong suốt thời gian vừa qua. Công trình nhà mình đang thi công đến tiến độ nào rồi? Quý vị còn đang lo lắng, lăn tăn không biết lựa chọn dòng đá ốp lát cũng như là phương án ốp như thế nào cho phù hợp thì hãy liên hệ ngay với Eurostone để được tư vấn. Thanh Lâm xin cảm ơn và hẹn gặp lại!